chào mọi người đã trở lại trên đó mình là Oan đây. Hôm nay chúng ta lại trở lại với lại đấu trường Lucky Block mọi người. Đó thì như yêu cầu mọi người thì hôm nay Oan sẽ cho một trận chiến giữa hai quả bóng. Ai cái con kia chưa bắt trước tao mày? Bắt trước. Mày bắt trước. Mày bắt trước. Bắt trước tao. Bắt trước tao. Đó các bạn thấy không? Ở một mình tao luôn, đó đứng ngồi lắc mọi người. Đó thì hôm nay mình sẽ đập cái quả Diaga và quả Acid Bomb mọi người ạ. Đó thì sẽ đập hai. Mày định gì mày qua mày lắc nữa đúng không? Mày nhìn tao lắc không? Mày thua là không được lắc nghe chưa? Mày biết chưa? Thua là không có được lắc đâu. Ăn hiếp nè. Ok mọi người thì hôm nay á mình sẽ đập cái hai cái bóng này theo yêu cầu của các bạn. Đó, thì mình nếu các bạn mà thích video này của mình á, mọi người đừng quên đó chính là like video và cũng như là đăng ký video ủng hộ cho Oanh nha. Và đừng quên là comment số 1 nếu mà ủng hộ Oanh thắng. Thì hôm nay nó có đặc biệt đó mọi người. Đấy là đập cái quả này nè, nó sẽ rớt ra luôn con special luôn mọi người. Rất là đặc biệt luôn á nha. Đó, nên mọi người hãy like ủng hộ cho mình nha bằng cách bấm thật nhiều nút like. Nếu mọi người chưa like còn nhớ đăng ký nha. Đăng ký thì mới có nhiều video tiếp theo cho mọi người coi nha. Nếu mà video này mà được 10.000 like chúng ta sẽ có quả bóng mới. Đó chính là quả... quả gì nhỉ? Mình thấy một cái bạn, ý tưởng một cái bạn rất là hay mọi người. Đó chính là quả... Gratina. Khá là hấp dẫn nhưng mà mình chưa biết hình thù nó như thế nào cả. Đó chỉ là một... trong một quả tương lai mình nghĩ là như vậy đó. Ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi mọi người. Mày lại mày khóc hoài lắm. Mày quýnh tao, tụi mày chơi mày chơi một mình. Chơi một mình luôn, mày có solo không? Mình giải thưởng hôm nay là full rương kim cương, nói trước cho mày biết luôn. Ở cái trên đường đua, cuối đường đua kìa chứ đâu. Rồi mọi người, bắt đầu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến. Let's go. Ui, mới vô được con Dragon Ice này luôn. Ui Luna Ice này. Gì vậy? Con cả Camelon. Cái gì con gì ghê? Ê, nó thông báo gì vậy? Camelon của tao mày thấy không? Ôi, hình như mấy con này special hay sao á. Ê, mày đạp ra nó. Ô, con đúp nó được. Tao được con Camelon xịn sò. Trời ơi mọi người, con đúp nó được con Special Camelon đúng mọi người. Trời. Ghê vậy. Lên xịn sò Camelon. Trời ơi, được cái rừng vừa phải chứ. Con ui, con Legend. Hên ghê vậy, hên thấy chưa, Mới con đúp cái con đúp lần đầu cái quả bóng mà mới á. Thường nó sẽ ra những con xịn xịn không à. Dạ tao sẽ hút hết những con xịn xịn. Đó, nên thành ra là mày sẽ bị mày sẽ bị thối. Ở gì à, con này bị lỗi mọi người ạ. Con này giống biến con nhện, nó lỗi luôn rồi. Mày quăng xả bóng. Nó bị lỗi á. Là Tiat. Con cò, ở lộn này là con gì nhưng không biết nữa. Ôi cho mày á. Mày bắt đi nha, tao không lấy đâu. Ôi, khó quá trời. Chết rom, ok, có một chết rom rồi nè. Hình như hôm nay trong phiên bản này có con rất là xịn sò từ phía cái con liên quan tới Jet Rom mọi người. Đấy. Xong nó mới được con. May quá nó được con Special phiên bản thường mọi người ạ. Không phải phiên bản thường mà là cái con Special mà Special thường con cùi mọi người chứ cái khóa. Zero ra 80 luôn. Ôi chưa được con nào xịn hết vậy. Trời ơi, cấp... con dế mèn mọi người, nhìn nó đứng nó điệu kìa mọi người ạ. Nhìn nó đứng nó điệu kìa. Trời ơi, một con xe này giống con thường luôn mọi người. Con Phenoma, con Phenosa này nó ra hai con luôn. Lúc mà như con xịn con thường. Trời ơi, sao mà chưa có con nào hết vậy trời. Chết là nãy giờ đập không ra con xịn mọi người ạ. Ô, Tyranita phiên bản special mọi người ạ. Ủa mày con được mày cần cái nên mọi người nghe nè, nó thông báo được mọi người. Legendary Special Spawn là cái con. Ủa, Yeti ơi, tao được con xịn rồi nha. Ngon lành luôn. Không thèm, mày được một con vàng như cục. Ôi, con này là, gọi là gì trời? Tyranita, gọi là thần sắm mọi người. Ê, thèm ghê, leo. Được con Tyranita vàng như cục. Ủa, leo giờ 70 nha. Ngon rồi, chết mày tao núp ơi. Xong con ông chưa? Không thèm, hồi tao đập được con xịn hơn. Không có đâu, không có nào xịn hơn đâu. Ôi, con gì vậy, chỗ này bự vậy, con vậy? Không có con nào bự hơn đâu, tí vô đấu trường nó sẽ được búp sức mạnh. À,
chứ sao nữa, mấy con Space Shuttle tự động được bóp sức mạnh khi vô trường. Quýnh với nhau là tự động nó được bóp sức mạnh nè. Tí sao còn lấy con chú Tể sao? Đâu, chú Tể đâu? Chú Tể hả? Vô đây mà ngon đem chú Tể ở đây. Tao đập chú Tể gãy cánh luôn. Con gì đây? Diaga xin ơi. Tao đang mong con Diaga xịn hơn. Tao có con Diaga rồi, ô con gì đang thôi hết rồi. Bự quá mày, mày bự con quá nha. Bự con. Có khi nào được hai con Spencer cùng lúc không nhờ? Không. Ha, mày là con cùi, tao được con rồi. Tao sẽ được con nữa là mày tiêu luôn. Mày đừng có mơ. Mày tiêu luôn, chuẩn bị mày khóc đi con. Các bạn ơi, các bạn hãy đừng quên là bấm vào số 1 để ủng hộ cho Oanh. Muốn Oanh thắng con đúp như tì, các bạn hãy comment bên dưới thật nhiều vô để Oanh thắng con đúp nha mọi người. Và đừng quên là mọi người hãy like video thật nhiều ủng hộ cho Oanh nha. Còn bạn nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ nha 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 mọi người. Con không bị chơi. Cái gì? Ui, một con nữa đúp ơi, một con special. Ui, con này là con này sẽ lần số 4 à. Ui, Elegant Dairy Special. Ôi, ghê ghê ghê. Mày có rồi không chịu để tao. Không, mày đừng có mơ. Có nó level 64 à, cũng không cho mày đâu, tội nó được mạnh lắm. Có rồi, để cho. Không. Ôi, Giratina này. Đó, con gì vậy? Inferno. Gọi 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 lên 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 thôi mọi người. Hấp dẫn quá mọi người à. Ê, ê, ê. Con đúng nó ăn gian, nó đâu rồi, nó đập cái đâu rồi? Vậy, tao đây. Trời ơi, nó chạy về PC, nó lấy cái PC kìa mọi người á. Đi đổi con machine ra. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Nè, xịn đúng không? Cho mày coi xịn nè. Con nó chỉ nhảy tưởng tưởng được thôi đâu. Trời ơi, nhưng mà nó VIP Pro. Phiên bản thần sấm mọi người, thần sấm Golden mọi người. Nói chung phiên bản vàng. Vàng gọi là Golden luôn, quá xịn luôn. Đây, Diaga nè, Diaga thường à. Ôi, mày nó con gì bự quá vậy. Trời ơi, nó lớn tao té cắm đầu luôn mày. Bự con ghê luôn. Con qua lóc này, con qua lót này. Chim chà. DLC, Diaga DLC vô. Ente. Cái con này nãy giờ nó phá bóng ghê thiệt ta, cái con này nó phá bóng kinh hồn luôn. Con cua này có con năm cua này. Trời, tàn cua không? Rồi, mày xác định đi đó, bây giờ là mày không có cách nào mày thắng được tao, tí tao chơi special hết luôn. Trời, cao rê phiên bản thường. Ôi, mày tao được con Lugia xịn nè. Đâu? Đâu rồi, nó bay mất tiêu rồi. Con nào tao thấy có con special hiện lên cứ mày mày con gì vậy? Con Lugia, nó bay mất tiêu rồi kìa. Đâu? Có chừng quá. Có chừng nó vô rồi đó, chừng nó vô rồi đó. Mày qua PC đi, mày qua PC coi. Ờ, tao thấy tao thấy không được. Bị lát gì á? Bị lát là bắt được á, bị lát là bắt được á, mày quăng cái nhẹ rồi vô liền à. Ôi, công chúa thân trai khổng lồ luôn à. To đùng là đùng sùng đùng luôn. Quá trời đâu, quá trời đâu. Gachom. Ôi, được con này nhiều vậy. Bắt hết tụi này để bị lát được. Thôi lên lên lên. Lên cái này là phải lên như thế này mới lên được mọi người ạ. Chứ mà sao mà đi cấp nhanh kim lên không được mọi người ạ. Miêu tu. Xuống. Ui, còn một ít quả bóng mọi người ơi. Phải cố gắng đập từ từ thôi, đập nhanh quá. Ui, ôi, con. Con Regirat phiên bản special nữa nè. Ôi cái đầu nó, cái đầu dung nham này thấy không? Lạ cơ chưa? Ôi con đi lạ kìa mọi người. Ôi xịn 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 nè. Ôi Katana. Ôi ta được con Jamelon Special luôn nè. Cái này là gì đây? Ờ Special. Ờ Pokemon nè, nó là Pokemon chứ không phải là nó là con Shiny. Mình đến thành nó là Pokemon nè. Còn những con nào Legion hình như nó mới ghi là Legion thôi. Ghê, con đẹp ghê ta. Ê, cho nó ăn level 60 coi. Ê, sao bữa nay đặt không có con xịn mày ơi. Khó, nó đọc gọi là hai quả này đấu nhau rồi, thành ra nó ra tỷ lệ khó chứ sao. Ui, con Regat, Sunny nè mọi người. Ê, 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 ê. Bắt giùm cho. Ê, tao bắt được rồi.
gì á? Con này là con tăng tăng VOC chim cha. Ôi Sega đi level 78 luôn. Ôi Zetrom nè. Hả? Con gấu. Con gì tao? Monfano. Ôi, lại con Chamelon đó nè. Nó qua tới chỗ tao luôn ghê vậy. Tao bị ba dội á. Ui con Snake này, ở con Snake gì đồ hình này nè. Ê, tao được con gì, con rồng gì màu xanh này Snake. Nhìn mắc cười quá. Hấp 3 này vào 80 luôn. Evento. Kyo Ram xe này, được cặp Kyo Ram. Ui, Kyo Ri xe này luôn. Hấp tống rồi. Á, con Gigantina. Charizard nè. Trời ơi, con sơn có leo hơn mày. Delusion. Ui, được hai con Inventor, một con Shiny, một con thường luôn. Ui, cái đồ hình này bá đạo mọi người ạ. Đồ hình này đồ hình chú tể rồi. Misuwashi mày, tao được con Misuwashi. Nhưng mà 80 luôn. Misuwashi cửa bắp lắm. Nó vô đây nó quýt không lại đâu. Nó nửa máu thì nó mới biến hình. Biến hình thành con cá quỷ mọi người, đúng ghê luôn. Carry cặp luôn rồi nè. Oh, yes from. Được con yes from mọi người ơi. Coi bộ hơi khó rồi, săn thêm special trong đây hơi khó rồi. Mew. Ui Lugia này, Lugia. Con Lugia này. Nãy tao cũng có mày. Ngon lành chưa? Tao có liền rồi này. Để coi con này coi. Lugia xinh xò. Ghê chứ nè. Con gì đây? Necroma. Ê, con gì đây? Ê, cao rem nè mày. Gì mày? Mày làm gì mày bay vòng vòng ở đây à? Tao bay tao đi cà khịa. Quá ghê mọi người ạ. Tao cũng có con đó, hồi tao đi kiếm nó mới được. Làm gì có được. Ở đâu? Ở trong PC. Ray qua da. Ui, Ray qua da bị lỗi mọi người ạ. Mewtwo bỏ luôn, không thèm bắt luôn. Ui, trời. Con Mew nó nhảy. Ô, đi ra đi. Bự con dữ à. Ui. Tao đâu con xỉn nè Mew ơi. Ê, cái gì, con gì ghê hả, con gì ghê hả? Ha, không có bị sĩ này thôi, đi vô kia đi. Ôi, mày được con gì ghê vậy? Con đúng nó được con gì mà chấp. Trời thông phụ lòng người, cái cuối cùng như đi có một con xịn sợ trong này không có bị xây luôn. Ôi, hình như con rất sợ bếp sò. Tao có bị xây này, đổi không? Đổi không? Đổi gì mày? Đổi con Tyranita nè, con gì đẹp vậy? Con hình như có là con phi kết hợp với con, tao biết con đó rồi, tao nhìn vừa nhìn qua kịp. Hình như con đó là kết hợp với lại con. Con này là con gì, con Kyo Rem đó. Ui mày ơi, giải thưởng kim cương nhiều thế mày. Kyo Game. Ôi mày, giải thưởng kim cương quá trời luôn đó bây. Ai thắng được trận này ăn kim cương hơi bị nhiều luôn á, một rương luôn nè. Trời ơi, mình phải thắng trận này không mọi người. Con núp đó có con Kyo Rem kết hợp với lại con. Ê, mày qua con Kyo Rem đó coi. Từ để tao đi kiếm nó. Nè, giỡn không? Con này chưa Mega nha, tí Mega là mày chết luôn. Tao chơi Mega khổng lồ luôn, có chơi Mega khổng lồ không? Kyo Rem tao đâu ta, từ đợi tao thiếu mày. Wow, con này đẹp ghê mọi người, nhìn nè. Ui, chữ vàng xăm đầy bụng luôn mọi người. Con này là con Tyranita vàng tứ quý chính mọi người ạ. Tốn số 9 luôn á. Lần đầu tiên mình thấy, trời, các bạn thấy không? Con mắt là mắt thần rồi mọi người thấy không? Với lại cái bụng nó kìa. Đó, bụng nó mấy cái chữ cổ đó, nên thành ra mình nghĩ là con này đặt tên là gì ta? Tyranita thần vàng khe. Con Kyo Rem nè, con nào ta? Con Kyo Rem gì mà con Kyo Rem mày hắc xì vậy mày? Để tao. Kyo Rem, con nào, con này. Đúng rồi, con này. Ôi, con Kyo Rem được ghê mày, con Kyo Rem mấy móc hả? Ê, tao có hai con Kyo Rem. Con này con xe nì mà. Ui, con này ghê quá vậy mày, đổi không? Đổi con Lugia không? Tao đổi Lugia cho mày đó không? Coi nè. Mày cà trớn, mày cà trớn. Con núp nó mắt chạy, mọi người nó lắc hết vô mặt mình. Ê, mày ơi, con gà. Cái con gà cục đuôi này chưa kết hợp thì cùi bắp thôi. Coi kết hợp được không? Trời, cái con gà cồ này nhìn ghét ghê mọi người ạ.
nó củ bắp thôi, nó kết hợp, nó kết hợp là nó không có skin đâu. Sao không có? Skin thần thoại nó có skin thần thoại này thì nó mới có khả năng được trong trận đấu thì nó mới maximum sức mạnh được. Đó con quăng con cái ui mày định kết hợp với con Red, con cao re, con Redzira mà. Nó có trái tim. Giữ chưa? Thôi không chơi nữa, hôm nay trận chiến ở đây là kết thúc, oanh giành chiến thắng nha mọi người. Giữ chưa? Giờ thì mình đo ai có skin đẹp hơn người đó thắng. Không dám đâu, con tao đẹp hơn. Tao có gì mày? Chưa. Thôi, con tao đẹp hơn, con tao tuy nhỏ con thôi. Nhưng mà con tao đẹp hơn. Phải được rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ sắp xếp đội hình đánh nhau với con núp mọi người ạ. Ok mọi người ơi, bây giờ hả? Chuẩn bị mình sẽ đánh bại con núp mọi người. Lắc cây mông. Chuẩn bị mình sẽ đánh bại con núp và sẽ ôm trọn giải kim cương khổng lồ. À cha cha cha, mày lắc vô mặt tao. Mày lắc vô mặt tao hả mày? Chính nha. Lấy một cái mòn gì mày con. Lấy một cái mòn đủ lộn mày, không cho đủ lộn tay. Rồi ok được. Mày bước vô đây. Mình đội hình của mình gồm có Lugia, Inventor, Diaga, Regirat. Con Regirat, con Sonic và con Tiralita. Mày bước vô đây, con núp kia mày vô đây. Ơi mày tao chưa kịp khoe vũ khí bí mật của tao mày. Khoe hả? Mày chơi... À thì ra mày chơi con chú tể hệ cam. Ừ, chú tể bóng tối hệ cam của tao rồi chờ. Ủa hệ cam mà lửa mà, rồi mày chết đi đâu à? Tao phục lửa, tao phục nước chết mày luôn. Tao sẽ chơi chưa lửa mày to. Ơi con tao nước mà tao đâu có sợ đâu. Thôi vậy thôi, tao chơi chiêu khác. Ui, nó trâu thế, đánh một cái ông xì nhê luôn kìa. Ê chết, quýnh chiêu đó không được, thôi cho chiêu khác. Ui. Ê, đó, ê, sao đốt lửa nè tao... con. Ui. Ê, sao mày tự nhiên mày thả nước vô người mày, dập lửa hả? Tao dập lửa. Dập lửa. Tiêu mày rồi. Ui, nó quýnh ông xì nhê, nó có chú tể này trâu quá vậy. Chú tể hè ca mày ghê vậy. Sai mà lắm, giờ chiêu lửa tiếp. Ê sao mày chơi chi bút không vậy? Con này nó quýnh yếu quá vậy trời. Con hãy hãy special mà. Rồi tiêu bị tao đốt mình, rồi con. Trong đội hình của mình đó mọi người, phải chọn một con special mà được tiến hóa cấp độ về tấn công sao thôi. Sao của mày toàn special không vậy? Con này hệ thường à, special nhưng mà nó không có mạnh. Trong đội hình chỉ được một con, dùng hết được toàn lực special thôi. Ôi trời ơi, con nào đây? Chơi chi vậy? Phiêu tao sai. Ôi con này quýnh không có gì, con chú tể này trâu nha. Ê chứ chưa phải từ sai rồi, quýnh được rồi. Tao sẽ đốt mày. Mày là sắt đúng không? Tao đốt mày. Tao là điện. Tao là điện vô cực. Tao là điện lửa mày thấy không? Cái đầu tao đầu dung nham thấy không? Điện dung nham mày. Điện dung nham. Ê sao nó đánh lâu quá à? Ê hai đứa này đánh nhau không có hành đam vậy trời. Ôi lửa đâu, người ta có chiêu đó đâu mạnh dữ trời. Ha chú tể của tao ngoài cao của tao quá ghê. Con này nó yếu yếu kiểu nào mọi người. Ơi. Đó là đẳng cấp chúa tể. Ho ho. Được rồi, gãy hả mày? Mày gãy hả mày? Đắc bu mày luôn. Mình không chơi con Inventor Sandy mọi người, tại vì con Inventor Sandy nó không có chiêu đắc bu mọi người, mình không lấy. Mày hả chúa tể? Chúa chứ trả tể. Chùm cuối trở lại rồi đây. Mày lấy con gì ra tiếp theo vậy? Con Gigadi level 98, ế lộn 93. Ui một cái cũng chết rồi, cũng gãy sèn à. Chết rồi, Gigadi này có chiêu đánh không trời, nãy không một chiêu là gãy sèn. Ui mẹ nó mạnh vậy. À nó hệ băng. Quên là con cái con Inventor nó sợ chiêu băng mọi người à, chết rồi. Gigadi của tao. Ây da ơi, sao xong rồi, nó sẽ biết nó cao dữ rồi trời. Ủa sao nó quýnh gì hai cái liên tiếp vậy ta? Nó mạnh ghê trời. Quýnh gì liên tiếp không cho tao quýnh luôn mày ơi. À rồi được rồi. Chết rồi, nó cũng hệ roll mọi người, nó không sợ chiêu roll mọi người à. Flash Cannon Steel coi. Đây chiêu ra cần tiếp. Ô nó mạnh kìa. Chị ca đi của tao quá mạnh rồi. Oh quá my god rồi. Trời ơi sao mình còn toàn con xin dưỡng không vậy. Tiêu mày coi. Ê con này không biết nó có biến dạng bự con. Aurora Beam nè, con tao không sợ có mày đâu. Ôi biến bự con. Nó có ability biến khổng lồ luôn. Tao không biết luôn á. Ôi con này toàn diện đúng mọi người, có ability biến khổng lồ luôn. Gây là 94 rồi. Quá dữ. Nhưng mà mày con mày không sống được với cái đêm trăng thứ hai đâu.
Mày chơi âu ray không được chứ tao đâu. Ôi con xe xe nét của mày ghê vậy. Trời ơi mày biết khổng lồ hù hả hù hả hù hả. Làm biết biết khổng lồ mới chưa được thể hiện gì hết trơn. Mày hả? Sao con núp bự chà bá lửa. Mày rồi mày tiêu rồi. Mới biết khổng lồ chưa thể hiện gì hết chết mất tiêu. Ui âu ra bim không xin nhê với con này mọi người. Ui nó đánh cái đầu thế. Hai con nhau rồi ta. Live stream coi. Live stream này tăng búp khả năng cho nó nè. Đánh ngang nhau vậy. Ê, rồi nice lad nè. Bóng đêm cắt cổ con đó. Ôi. Đấy vô vô máu rồi vô máu. Ui đậu quá mọi người. Ôi quýnh nó. Ui. Ê tao quýnh mày vấn máu kìa con. Bao quần em coi. Mày mày sẽ chết trước. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Mình phải giết được nó mọi người. Mày phải chết trước đi. Cái con đi Diaga khổng lồ kìa. Đi Diaga khổng lồ. Ê sao con Senet mày ghê vậy. Trời level 70 mày giỡn hả. Mày dám đem con Zigadee đã gãy tao hả. Ôi giờ lấy con nào ta đây. Bự con. Mày sao tại... Ê sao bự con không vậy. À con mày cũng sợ chiêu băng đúng không. Ê tao có chiêu băng mà sao lại sợ. Lại quên không biết phải sợ không ta. Không chiêu băng không xin dây quên chiêu băng không được. Pokemon nhiều hệ của mình đôi khi mình quên. Ý mày chơi Frozen thì tao không xin dây đâu. Ôi chết luôn mày ơi. Bóng tối nè. Nửa máu. Cắn một cái nửa máu bạn ơi. Thôi tạm biệt bạn Sinet. Bạn Sinet dài quá rồi. Ok được lắm. Đội hình gãy hết trơn rồi. Chú tể gà. Ha. Được. Ê, con này con này mình sẽ mega là mọi người. Mega nó sẽ lột xác hoàn toàn luôn nha mọi người. Evolution. Ui có đắc bu. Ôi thôi rồi. Mày tiêu rồi núp à. Có đắc bu nữa. Con cá mập của mày hả? Con cá voi của mày đi về. Ui. Ôi. Con đi ra đi ta mày là con cái. Nó biến màu trắng. Ê đánh được. Ui má ơi đánh được có chút xíu vậy hả? Trời ơi thôi rồi. Để lấy Sandstorm lên đây mọi người chấp nó xíu máu nữa. Đó, búp Sandstorm lên. Bảo cát sa mạc. Và bây giờ là hai cái vũ khí cuối cùng của tao. Ấy chà nó đang rỉ máu mình nó chưa đem con kia ra mọi người ạ. Con này thì đắc bu nó cũng chết à. Ui. Dám đem con đấu gà trước mặt. Vậy? À, nhân vật chính đây sao? Ê, con... Ê tao có Dragon Ball. Tao thả đá vô đầu mày nè, tao thả đá vô đầu mày, một cá chết luôn nè, một cá chết luôn nè. Ôi, thả đá. Ui, nó trâu mọi người. Ôi trâu quá vợ, quýnh sao lại. Tao là bạch công tử mà mày sẵn cái được tao được. Mày khùng quá, cái con Tia đi tám mày là con cái. Ui, trời cái chơi chiêu đắc bu không xin nhê. Biết cây thả đá y chang mà. Ha, vậy tao chơi Sandstorm mày thôi. Khỏi cần chiêu rock slide mày cũng chết rồi. Tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Tuổi đâu, tuổi đâu. Ha, búp rồi. Mày tạm biệt, mày luôn tao cho mày ăn Sandstorm chết nè. Ủa, ủa Sandstorm chưa chết kìa. Tôi chơi nãy thôi được rồi, thả đá vào đầu thôi mọi người ạ. À. Thả đá vào đầu là chưa tiền kỹ à. Mày. Ôi chúc mừng người thắng. Trời quá là bình thường rồi mình được một Pokemon special đó. Thôi mà hôm nay có Pokemon special không lấy đâu, lấy kim cương thôi mọi người. Quanh trơn vàng. Ăn vàng cái gì? Ăn vàng thì tao hắn mày chơi nguyên một đội hình khổng lồ luôn. Ui, quá ghê mọi người. Mọi người thấy không? Con Tyranitar mình một con gánh kèo được mọi người thấy không? Do skill quá má đạo luôn mọi người. Á, à, mày chơi khóc nhè. Khóc nhè, khóc nhè. Khóc nhè. Ừ, thắng làm vua, thua làm giặc. Nhảy xuống đi. Thắng, mày thua rồi mày phải nhảy xuống kia đi. Đâu, để tao cho mày... Chơi mày nữa rồi. Đây đây, đúng rồi, yeah. Chơi mình đi. Hòn đảo này là cứu của anh rồi, yeah. Quá vui luôn mọi người ơi. Được rồi, bye bye mọi người. Và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Mọi người có thấy cái con hả? Tyranitar của mình hả? Đẹp không mọi người? Đó, Tyranitar viên khe. Ôi, mà mega của nó nhìn kìa mọi người. Bye bye. Trời, mega nhìn đỉnh ghê mọi người. Trắng phâu luôn với trái phâu câu. Ủa mà sao mà nó tiến hóa nó trắng nhờ. Tiếng hoa nó trắng vàng mới đẹp chứ mọi người ha. Ok mọi người nha. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye. Mày làm gì vậy? Mày khoe gì vậy? Ừ con này tuy đẹp á. Nhưng mà không có đủ tuổi quýnh lại bé Tyranitar của tao đâu. Ha? Bay. Mày bay được. Mày cà khịa tao hả? Tao bay không được. Bay được. Bye bye mọi người nha.